Thầy chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài chủ đề về gia đình. Thầy mời bạn Yến. Dạ thưa thầy, là gia đình của em rất là hạnh phúc. Ba mẹ em rất là yêu thương em, đặc biệt là mẹ em rất là yêu thương em luôn. Bà Yến à. Dạ. Thầy ơi, mày ăn uống rồi mày bỏ tuôn rồi đó vậy, rồi mày làm gì vậy? Con đang học với mẹ. Bởi vậy nhỏ này đẻ nó ra hao cơm hao của, đẻ trứng gà ăn sướng hơn cái gà ăn cái tô bỏ đó, ăn cái ly bỏ đó, cái nhà không quét nữa, vừa bụng chưa mày? Gái mày giống dẹp chưa? Cây lên đầu mày nghe, cây lên đầu mày nghe chưa?